và phải bắt Martin 30, công suất 350W, trả kháng 8 ôm. Con này cấu hình nó từ 170 và quần tiếng côn 65, dòng xương nhôm đúc. Gân vải 2 sóng, màng giấy. Đây là bát. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu một combo các thiết bị rời để mình dựng nên một loa Martin F12. Loa Martin F12 là loa full đơn, một bát một kèn. Thì trong clip ngày nay em giới thiệu đủ combo cho anh em mình về dựng. Đầu tiên là phân tần là full đơn. Phân tần có model là 792. Phân tần là đánh cho bát 30 hoặc 25 côn 65, cực kỳ hay luôn. Về phân tần và về bát Martin 30, công suất 350W, trả kháng 8 ôm. Con này cấu hình nó từ 170 và quần tiếng côn 65, dòng xương nhôm đúc. Gân vải 2 sóng, màng giấy. Đây là bát. Và đến cái dòng tép kèn là Martin. Chiếc kèn Martin này có cấu hình từ là 10cm và côn 35 và phễu đi kèm kèn đó là 12 x 12 vuông. Với cái combo em vừa giới thiệu ở đây, nếu anh em dựng lên làm là loa để mình nghe trong phòng nhỏ tầm khoảng 25 m2, đánh rất hay, lời ca sáng, đánh chống đánh vừa phải và rất hay luôn. Với giá thành trọn bộ của nó là 2.250.000, được bao ship toàn quốc. Nếu anh em mình mà lấy và bỏ phễu thì được trừ đi 100.000, còn 2.150.000 bỏ cái phễu ở đây đi ạ, nên anh em có thùng rồi nhé. Khi anh em mua trọn bộ thì được bên em hàn dây sẵn hộ để mình về mình đấu ghép luôn. Còn anh em kết bát, kết tép, kết phân tần, anh em comment ở dưới video hoặc anh em điện thoại trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 2323. Và em sẽ dừng đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.